Hàn mới khai trương một lễ hội nghệ thuật hữu nghị mùa xuân để kỷ niệm sinh nhật thứ 99 của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, vốn rơi vào ngày 15 tháng 4. Hàng ngàn người dân Bắc Hàn, các nghệ sĩ nước ngoài và giới ngoại giao đã tụ tập tại thủ đô Bình Nhưỡng trước ngày sinh nhật của ông Kim sẽ được chính thức tổ chức vào thứ 6 này. Lễ hội kéo dài 8 ngày được khai trương với các màn biểu diễn nghệ thuật nhiều màu sắc, với sự tham gia của cả âm nhạc và các điệu nhảy truyền thống của Triều Tiên lẫn nhạc thính phòng phương Tây. Ông Kim Nhật Thành, sinh năm 1912 và mất năm 1994, vẫn được người dân Bắc Hàn coi là chủ tịch vĩnh viễn của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Kể từ khi ông qua đời, con trai ông là Kim Chính Nhật lên nắm quyền và năm ngoái con trai của ông Kim Chính Nhật là Kim Chính Ân được chính thức coi là lãnh đạo sẽ kế nghiệp khi ông này được phong tướng 4 sao và trao trọng trách trong Đảng Lao động Triều Tiên.